Nguyên nhân nào làm tóc gãy rụng? Do đội nón. Vì hay sấy tóc. Một trong những nguyên nhân chính là gầu. Bạn thấy không? Giới thiệu bạn một giải pháp Head & Shoulders ngăn rụng tóc, loại bỏ gầu hiệu quả hơn, giúp giảm lượng tóc rụng đến 95%. Head & Shoulders ngăn rụng tóc do Trung tâm Kiểm nghiệm Hoa Kỳ chứng nhận.